Don't feel like going home, but all my cash is gone. Yeah, I got nothing to do tonight. I'm passed out on the floor, up in the hotel bar, but it don't matter cause I'm feeling fine. I'm thinking life's too short, it's passing by. So if I'm gonna go it all, go big or go. Tuyệt vời mà Nhã nghĩ là một xứ sở mà không chỉ là trẻ con mà người lớn cũng mơ ước được đến chơi một lần. Hy vọng bộ phim này sẽ mang đến rất là nhiều sự yêu thích dành cho các bé. Mình cảm thấy rất là thích và rất là kỳ mong của bộ phim này. Mình mong chờ là đây là bộ phim phù hợp với lại mọi gia đình, mọi lứa tuổi. Nghe nói đây là một phim mà khi vào đến công viên này thì các con thú có thể nói chuyện được với con người. Em mong muốn là phim này nó sẽ dễ thương nè, đặc sắc và hợp cho tất cả các lứa tuổi. Thì đây là một trong những bộ phim mà chị Kim rất là chờ đợi, vì chị Kim rất là thích phim hoạt hình. Và đặc biệt là có phần dubbing lồng tiếng của nhóm Đặc Phi nữa. Và đặc biệt là có anh diễn viên Thái Hòa vào một cái vai rất là đặc biệt trong phim này. Xin chào. Chạy, có một con người ở trong công viên kìa. Chạy cho một chút đi, cố chạy cho một chút đi. Sa la 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 la. Mọi người bình tĩnh đi. Mình là Jun, chính mình đã tạo ra Wonderland khi mình còn bé. Nghĩ sao lại bắt một con nhím làm đội trưởng đội an toàn. Coi chừng bắn lông, coi chừng bắn lông. Trước giờ tôi hơi bị nhiệt tình, từ giờ tôi sẽ không bao giờ nhiệt tình nữa. Sau khi mà em xem phim xong thì em cảm thấy là rất là vui. Và em cảm thấy rất là thích bộ phim, tại vì bộ phim nó rất là sinh động, rất là hay. Và bộ phim muốn nói với các bé rằng hãy cứ ước mơ đi. Và hãy cứ nuôi những sáng tạo, nuôi những ước mơ của mình. Và đừng vì bất kỳ lý do gì từ bỏ những sáng tạo và từ bỏ những ước mơ của mình. Khi xem xong bộ phim này, em thấy bộ phim này là một bộ phim hoạt hình rất là dễ thương. Thì Nhã tin đây là một bộ phim rất phù hợp cho tất cả các gia đình. Bởi vì đây là một thế giới thật sự rất kỳ diệu. Các bạn sẽ cảm thấy là mình không bỏ phí thời gian khi mà đến rạp cùng với gia đình mình và các con đến đây để xem bộ phim này đâu. Các cậu giữ chặt nha. Tôi bắt đầu có cảm giác đây là một sự kiện bước ngoặt cho tất cả chúng ta. Tôi đồng ý với anh.